Hello, Cindy Family Cuộc Sống Mỹ. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay các bạn cùng Cindy đi xem auto show người ta tổ chức hàng năm ở McCormick Place Convention Center in Chicago. Nha các bạn. Đây là chiếc private jet của Honda, máy bay nhỏ, rẻ tiền giá là 5 triệu đó các bạn. Và đây là chiếc Aston Martin giá 284.000. Chiếc xe màu xanh lá cây này là Maserati, rất đẹp phải không các bạn? Chiếc màu trắng cũng là hiệu Maserati MC20, giá là 309.000. Vì là xe sport cho nên mắc tiền hơn những chiếc xe bình thường khác đó các bạn. Nhìn dáng của nó rất là đẹp và sang trọng. Đằng trước của nó nhìn rất là ngầu. Xe đỏ Bentley Convertible có thể đóng mở môi trần, giá là 388.000. Chiếc màu đen là Rolls-Royce Cullinan, giá là gần 469.000, người ta còn gọi là bóng ma huy hiệu đen đó các bạn. Chiếc màu trắng Rolls-Royce Phantom Extended giá gần 694.000, quá đẹp phải không các bạn? Cindy mơ có một chiếc xe như vậy, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước thôi. Nhưng mơ không tốn tiền mà các bạn, mình cứ mơ đi phải không các bạn? Chiếc này là Lamborghini đó các bạn. Chiếc màu xanh lá cây này là Lamborghini Countach, giá là 2.823.376. Tất cả những chiếc xe ở đây người ta gọi là supercar, xe mắc tiền đó các bạn. Cindy xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chúc các bạn một ngày an lành, hạnh phúc, nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Thank you, bye bye.